Hi, xin chào, lại là nhà Ansel đây. Thì hôm nay nhà Ansel có nấu một món canh hầm với rau củ. Và đây cũng có là một cái món ăn rất đỡ quen thuộc với cả nhà. Mình nấu món ăn này thì ngày xưa khi mà mình bị bệnh cả nhà, thì mình chỉ ăn duy nhất hai món là mình sẽ khỏe lại. Đó là cái món củ dền, rồi cà rốt với khoai tây mình hầm chung với thịt đó, và một món nữa đó là nem nướng. Mà ngày xưa thì ở Cần Thơ nổi tiếng, và mình biết được cái món là nem nướng Thanh Văn ở Đại lộ Hòa Bình. Chắc bạn nào mà quê ở Cần Thơ thì sẽ khá là quen thuộc với cái món nem nướng này. Và hôm nay thì mình cũng bị cảm ở cả nhà, uống thuốc thì cũng khỏe lại xíu, nhưng cần phải có một cái món để giống như là cho nó mau khỏe lại hơn để làm việc. Đó thì mình chọn cái món súp rau củ hầm này. Thì cái món này cũng đơn giản, chỉ cần mình mua khoai tây, củ dền, cà rốt và mình hầm với thịt. Thường là mình sẽ hầm với xương cổ, vì cái xương cổ á, nó vừa có xương vừa có thịt và giá nó lại mềm nữa. Mà sáng nay á, khi mà nhờ chị mình đi mua, do qua trễ quá, với lại cái phần xương cổ này nè nó cũng mau hết lắm đó, cho nên hết cái phần xương cổ rồi, cho nên mình chọn lựa là mua thịt bằm để thay thế cái phần xương cổ đó. Thì mình nhờ chị mình mua về, rồi sau đó thì mình cắt, rồi gọt vỏ, gọt vỏ, rồi cắt, rồi rửa sạch. Rồi sau đó chuẩn bị bắt lên bếp để hầm nhé. Và bây giờ thì cũng mời cả nhà cùng vào bếp để hầm một cái nồi súp tẩm bổ sức khỏe sau vài ngày bị cảm nhé cả nhà. Mình nghĩ chắc có lẽ trong cái nồi súp này nè có củ dền, thường thường là mình được biết là nó sẽ giúp bổ máu nè, rồi cà rốt thì nó lại tốt cho sức khỏe, có vitamin, rồi trong khoai tây nó lại có chất giống như là bột với cả nhà, nó có thể thay thế cho tinh bột trong gạo đồ á. Tại vì thường thường bệnh là mình sẽ có cái cảm giác là chán ăn, không muốn ăn cơm gì hết á đó, cho nên khi mình kết hợp lại rồi cộng thêm mình có thịt á, trong đó nó sẽ có thêm cái chất đạm protein nữa đó. Khi mình hấp được một cái súp như vậy á, rồi còn lại nóng nữa, nó sẽ giúp cho cái đánh giống như là đánh bật được cái vị giác thèm ăn á đó, nó sẽ giúp cho mình mau khỏi bệnh hơn. Đó, thì hôm nay mình nấu với củ dền, cà rốt với khoai tây. Đây là có mấy cái món giò nè, đố cả nhà cái phần giò heo nè là bao nhiêu tiền nha. Mình nhờ chị mình mua xương cổ, xương cổ nó cũng không có mắc. Lại có thịt nữa, mà qua trễ quá xương cổ nó hết rồi. Đó, chị mình mua cái này với cái phần thịt bằm. Đó. Bây giờ thì mình sẽ cho nước vào. Để cho nó sôi chút xíu nữa. Rồi mình cho cái phần gốc ngò gí này vào luôn nha cả nhà. Thường thì mình nấu canh á, mình cho khoảng 2 đến 3 cái gốc ngò gí này nè. Nấu canh á, thì này mặn, còn chay á, thì mình sẽ cho những cái gọi là rau củ á, để nó tạo nên giống như là một cái bài thuốc vậy cả nhà, nó sẽ tốt hơn đó. Tại vì cái phần móng này nè, chị mình muốn ăn á, thôi thì mình làm vậy luôn. Chứ nếu như theo mình á, là mình không có khử dầu gì hết trơn á, mình bỏ nước vô rồi mình bỏ rau củ với thịt vô là được rồi. Nhưng mà cái phần này á, thì cái phần giò heo là mình phải khử mùi, cho nên nó phải có dầu mỡ xíu.
Rồi thì mình vớt bớt cái phần dầu mỡ trên mặt này ra bớt cả nhà ơi. Đối với mình nó là canh đó, thì không nên có nhiều dầu mỡ cả nhà, ăn vậy nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà do cái khoanh này là mình phải khử khử dầu tỏi á đó. Đó cũng không sao. Giờ thì mình sẽ cho cái phần rau củ vào nha. Thì đầu tiên thì mình sẽ cho cái phần cà rốt vào trước, vì cái phần cà rốt này nè nó lâu mềm hơn, thì mình sẽ cho cái phần cà rốt này vào trước. Đến đây là phần củ dền. Mình sẽ cho cái phần củ dền này vào luôn. Củ dền này nó sẽ ăn bổ máu. Còn cà rốt thì nó sẽ bổ mắt. À, gần chín thì mình mới cho khoai tây vào nha cả nhà ơi. Thì giờ với cái món ăn này nè, thì mình biết ai cũng biết nấu hết. Rồi cho cái gốc hành trắng này vào luôn. Đó. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho nó mềm. Rồi giờ nó sôi là mình vớt bọt cả nhà. Rồi mình cho cái phần khoai tây nè, khoai tây nó mau chín lắm, mình cho nó vào sau. Cho thêm miếng thịt bằm vô. Thì á, thật sự với cái nồi súp rau củ này nè cả nhà, với cái phần khoanh giò là hồi sáng chị mình mua với giá là 20 cành. Thịt bằm là mình mua 30 cành, nhưng mà mình chỉ lấy khoảng phân nửa thôi, là dĩ chi là khoảng 15 cành. Đó, còn về phần rau củ là 10 cành. Thì tính ra cái nồi súp này nó cũng chưa tới 50 cành nữa cả nhà. Rất là ok luôn, mà mình đã có một cái nồi súp rau củ bổ dưỡng. Đó, thì nếu như bạn nào đang bị cảm á, thì có thể tham khảo để nấu một cái nồi súp nha cả nhà. Với một cái nồi súp như thế này á, thì cái phần gia vị mình nêm nếm á, thì mình sẽ cho vào đó là một xíu đường thôi cả nhà. Đó, do trong rau củ và thịt nó đã có được cái vị ngọt tự nhiên rồi. Đó, mình chỉ cần cho thêm chút xíu muối, hạt nêm và một chút xíu bột ngọt. Nếu như nhà bạn nào ăn được bột ngọt thì hãy cho vào nha. Đó, sau đó tất cả mình nêm nếm lại, và cuối cùng sau khi tắt bếp thì mình cho thêm một chút xíu nước mắm nữa. Đó là ok rồi. Rồi giờ cái nồi súp của mình nấu cũng đã xong rồi cả nhà. Đó, thay vì mới đầu mình dự định là mình sẽ ăn với cơm, nhưng do bệnh 2 3 ngày nay cả nhà, cái cảm giác nó giống như là nó không có thích hợp lắm, cho nên mình chuyển sang mình sẽ nấu ăn chung với mì. Có lẽ mì gói thì nó sẽ dễ ăn hơn. Thank you.
khoanh nào? Múc đại ở khoanh nào có thịt thì chụp quay chụp hình nào có thịt. Quay ngón tay này xuống. Em đây xuống rồi sao cầm? Rồi, xong. Ờ, đồ ống xanh này có thịt á. Quá đẹp, quá đẹp. Lên mến thì lấy lên mến. Trời ơi, nóng quá. Đi ăn thì ngọt, ba ăn nha. Quá ngon, cả nhà. Rồi, lên mỹ nha. Wow, cái phần mì trông rất là ngon á cả nhà. Đó, thì mình sẽ cho thêm một ít ngò rí và hành. Đó, một ít nước mắm và hạnh vào nha. Đó, mình sẽ rải một ít ngò rí và hành lá lên. Nhắc hạnh lên nha. Xong mình sẽ chan với một chút xíu nước mắm thôi cả nhà. Đó, rồi giờ thì mình sẽ trộn lên ăn thôi nha. Đây, mời cả nhà cùng ăn nha. Cái là khoanh giò, quá ngon luôn. Rồi xong. Giờ mời cả nhà cùng ăn mì rau củ. Ngọc ăn không Ngọc? Phải không con? Ăn hả? Ăn hả? Ngọc làm luôn rồi hả? Đây lúc nào cũng có bé Ngọc đây. Bé sao mà chú? Xuất sắc luôn, quá ngon luôn. Để gì bà ăn, mời cả nhà ăn nha. Một miếng thịt bằm chấm với một chén nước mắm đây. Quá ngon. Mời cả nhà nha. Đây mình có thêm một khoai tây nè. Cà gót. Cà gót. Thử có cà gót mềm chưa nha. Cà gót là chắc mềm rồi đó. Cà gót đâu rồi? Đây. Cà gót vậy là mềm rồi đó nha ơi. Ngon. Đó, đây là chén của bé Ngọc. Ngọc ăn mì hả?
Và xin cảm ơn cả nhà đã bỏ thời gian để theo dõi video của nhà Ansel. Nếu thích yêu thích hãy bấm like, share và đăng ký cho kênh Ansel Family Cuộc Sống Cần Thơ nhé. Xin cảm ơn, bye bye. Hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.